Azumoli. Bên tay trái của mình là vợ của mình, tên là Phương Thanh. Và còn bên tay phải của mình là mình là Nghĩa Samaracha. Yes. Ngày hôm nay cái mục đích chúng ta gặp nhau ở đây là gì nhỉ? Để làm những cái clip gì? À, hôm nay bọn mình muốn cùng nhau làm một clip nói về, chia sẻ về những điều mà từ cá nhân, từ trải nghiệm của bản thân mình, đó là khi đến Nhật thì bọn mình có thấy những cái điều gì đấy rất là bất ngờ. Yeah. Nhật Bản. Nhật Bản. Nippon. Và chúng ta làm khoảng bao nhiêu clip về vấn đề này? Hy vọng là mình sẽ làm được khoảng ít nhất là 10 clip về vấn đề này, theo từng cái chủ điểm, từng những cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ như clip ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về con người Nhật Bản, đúng nào? Sau này chúng ta còn làm về giao thông đấy, để làm về ẩm thực, không nào? Ok rồi, thế bây giờ mình sẽ làm theo kiểu như là những cảm nhận của mình đối với nước Nhật, với con người Nhật theo cái trình tự là khi mà mình bước xuống máy bay, đúng không nào, và tiến vào đất nước Nhật Bản. Thì cái cảm nhận đầu tiên của em về con người Nhật đó là như trên sách báo người ta cũng ca ngợi rất là nhiều, và thực sự phải đến Nhật rồi thì mình mới cảm nhận được cái điều này nữa, đó là người Nhật cực kỳ là thân thiện, lịch sự, và đặc biệt là họ nói cảm ơn rất là nhiều. Anh và Nghĩa thấy thế không? Chính xác, không cần chỉnh luôn. Cái ấn tượng đầu tiên của tớ đấy là lúc mà đến sân bay ấy, chưa gì đã thấy một chị gọi là không biết là làm cái chức vụ gì, nhưng mà cũng đại loại như kiểu tiếp viên hàng không ấy, cực kỳ xinh luôn, ra viết hộ hình hết cái chỗ mà giấy khai. Rồi, và họ nói cảm ơn rất là tự nhiên, đúng không? Đó là thuộc về những kiểu cái văn hóa của họ rồi. Rồi thì những anh an ninh ấy cười rất là thân thiện, đúng không nào? Và đặc biệt là em, cái đợt mà em sang Nhật á, thì em phải tự đi từ Nhật, tự đi từ sân bay về ký túc xá mà. Thì đầu tiên mình mới đến, mình bỡ ngỡ không biết đường thì mình cứ tra trước, mình cứ đi theo cái hướng dẫn của người ta thôi. Tuy nhiên thì đến cái cửa ga thì mình không biết lối đi làm sao để về được đến ký túc xá của mình, thì gặp hỏi mấy người, mấy bà cô á, mấy bác đi đường á, thì mình hỏi là chỉ cho cháu đến cái chỗ này. Thế là người ta không chỉ hướng cho mình đâu, mà người ta còn dẫn mình đến tận nơi mà mình muốn đến nữa cơ. Chính xác, cái đấy nhiều lúc mình hỏi đường, người ta còn dẫn đến tận nơi. Tôi đang tiện đường này, đi cùng không? Mà mặc dù là đường đấy khá là xa, không phải là gần nhá. Đấy. Thì cái đấy là một ấn tượng của mình đối với nước Nhật, thực sự là rất là thân thiện như vậy. Ok. Thì thân thiện luôn. Tiếp theo thì thế nào nhỉ? Người Nhật nhiều tuổi á, nhiều tuổi nhưng mà họ vẫn thường hay làm theo những sở thích của mình. Chứ không là cứ nhiều tuổi xong là ở nhà, đúng không? Mình thấy các bác các chú ở bên Việt Nam thì ở nhà ngồi xem TV các kiểu. Nhưng mà người Nhật thì hay làm theo sở thích phải không? Như kiểu ở quê mình, đúng không? Đặc biệt là ở quê mình nhỉ? Ở quê mình thì ví dụ như là các ông già hay là các bác già thì thường là rảnh thì đi đánh cờ này, đúng không? Uống nước chè này. Xong rồi các bác gái thì ở nhà trông cháu, các bà nhà trông cháu, đúng không? Nhưng mà em thấy là các bác già ấy, đặc biệt các bác gái ở bên Nhật, những người mà em quen ấy, thì mọi người kể cả già rồi mọi người cũng thường là hay là tìm những cái gọi là cái công việc, cái sở thích của mình. Ví dụ như là học về kimono này, học về trà đạo này, học về nhuộm vải các kiểu này, và họ rất là thích làm những cái đó nha. Chứ họ không chỉ có ở nhà trông cháu hay là ngồi uống nước chè vân vân. Trong cái quá trình học đại học á, trong cái giờ học mà anh theo học á, cũng có cái bác rất là lớn tuổi, bác đến bác học á. Và mình thật là không phục họ. Đúng rồi, đợt mà em học cũng gặp một bác như thế luôn. Bác ấy tầm 65 tuổi rồi, bây giờ bác ấy cũng đi học đại học nhá. Bác đi học, không phải học đại học mà học cái gì nhỉ, chương trình mà trước khi vào đại học nhá, không phải để thi đâu, mà vào học cùng thôi. Thì mình bảo ôi sao bác này già rồi bác vẫn đi học như mình thế nhở. Thế hỏi bác ấy, bác bảo là thực ra ở nhà chán quá, bác chả biết làm gì, bác đi học cho vui. Nhưng mà em thấy là không những là họ kiểu già rồi mà họ vẫn chăm chỉ, mà thực sự người Nhật họ rất là có trách nhiệm luôn đấy. Làm việc có thể là kiểu như là người trẻ mình hết việc rồi làm về là xong luôn, nhưng mà người Nhật thì khác. Họ thực sự là họ không chỉ là làm riêng công việc của mình ấy, mà họ còn quan tâm tới cả công việc của những người khác nữa ấy, xung quanh ấy, làm sao để cho cái buổi hôm sau công việc nó không bị chậm lại ấy, tồn lại tất cả đó. Nó gọi là có thể tiến hành tất cả nội dung công việc một cách gọi là thuận lợi. Tóm lại là mọi người làm việc rất là có trách nhiệm, đúng không? Đặc biệt là thực sự là những người em tiếp xúc ai cũng làm việc có trách nhiệm luôn ấy, thực sự luôn đấy. Đi học ở trường đúng không? Mấy cô giáo vụ á, các cô giáo vụ cô ấy chỉ bảo mình tận tình vô cùng luôn. Rồi từ cái chỗ ăn, chỗ ở, rồi những cách nộp bài, rồi cách sửa bài, chấm bài, làm sao cái gì cũng lo cho hết luôn ạ. Thực sự là. Hoặc là ngay cả những cái đứa bạn học sinh ở bên anh, ở của anh cũng thế á. Khi mà làm việc theo nhóm á, họ luôn hoàn thành công việc của họ, đúng không? Để làm sao cho cái đội của mình nó đạt được điểm cao nhất ấy. Okay. Nhiều lần em cũng chỉ hỏi kiểu cái từ đấy thêm nó là từ gì thôi. Kiểu
Chắc là cô trả lời trên lớp rồi, thế là xong. Nhưng mà về cô còn gửi mail, gửi tin nhắn bảo có cái chỗ này mày thử xem, tham khảo xem nó có giúp ích được gì không ấy. Rất là kiểu tỉnh trách nhiệm luôn. Ngoài ra thì người Nhật còn đọc sách đúng không? Đọc sách nhiều đúng không? À đúng rồi, cái đấy. Đọc sách đúng là phải gọi là kinh khủng rồi. Nhiều cái, những cái tính tốt này mình xem trên báo chí Việt Nam nhiều đúng không? Nhưng mà sang đấy công nhận là họ đọc sách nhiều. Từ trẻ con em thấy đứng trên tàu điện cũng đọc sách này. Xong rồi sinh viên rất thích vào thư viện ngồi đọc sách này. Ngoài ra khi mà chúng ta đi lên những cái thành phố lớn á thì có rất là nhiều hiệu sách, mà rất là to, hiệu sách của nó rất là to. Có đợt ngày trước anh học trong trường, thầy giáo cho bài tập mùa hè á. Mùa hè mà anh cho bài tập về nhà. Bài tập hè mà. Bài tập hè là gì à? Mày đi đến các hiệu sách và xem ở đấy có những cái gì hay ho thì mày ghi vào, và mày mua một cuốn sách về xong mày đọc. Nhiều khi trên tàu điện thấy mấy đứa trẻ con ấy đọc sách đúng không? Nó đọc sách mình bảo một năm cũng nhiều khi mình còn chả đọc được cuốn nào ấy. Có một cái đó là có một YouTuber và anh gần đây hay xem nhá. Cái anh ấy đọc sách, anh người Nhật, anh ấy bảo là một năm anh đọc được bao nhiêu cuốn sách ấy? Anh không nhớ nhưng mà nhiều lắm. Nhưng mà tức là ngày nếu mà đọc khủng là được 20 cuốn không bị thường, 10 cuốn. Tức là tên là Daigo á, đúng không? Tức là một năm đọc phải mấy nghìn quyển sách ấy. Kinh khủng. Thì chắc ông đấy kiến thức của ông ấy phải nhiều như là biển luôn. Ngoài ra người Nhật khi làm gì họ thường có cái sổ tay ghi chép đúng không? Lịch trình cụ thể. Ví dụ tuần này làm gì đúng không? Khi mà ai bị ai nói cái gì, để tao xem lại xem thế nào. Xem lịch trình nào. Trình. Cẩn thận một cách kinh khủng ấy. Okay. Em ấy thì thoảng sếp nói hay đi làm cũng nhỉ, vâng nhưng mà cũng chả ghi chép gì, không lại quên sạch. Thế là không được đúng không? Từ giờ chúng ta phải, cái này là cái tốt nên chúng ta cần phải học tập. Anh nghĩ nên là như thế. Người Nhật thực sự em thấy là họ rất là tuyệt vời luôn đấy. Nhưng mà nhiều khi em thấy ở người Nhật đôi khi nó hay có một số điều mà làm em rất là bất ngờ từ cái hồi mà sang bên Nhật. Chẳng hạn là gì nhỉ? Ví dụ như là khi mà em đi tàu điện đấy. Em thấy mấy người kiểu người Nhật người ta mặc quần áo rất là chỉnh tề, mặc quần áo vest làm đi làm nhân viên văn phòng ấy. Mà tuổi thì cũng khá là nhiều, thế mà lại đọc tạp chí sách ở trên tàu điện luôn ấy. Thế à? Mình nhìn thấy bất ngờ luôn. Bảo trời ơi sao nó lại có thể công khai một cách lộ liễu như thế. Đấy là cái văn hóa của người ta rồi. Việt Nam mình mới đầu phải chê thôi. Em ngày xưa em còn còn trốn mấy ông anh em, trốn bố mẹ xem trộm ở trong phòng mà đây còn xem ngay trước mặt này. Ngoài ra còn những người lớn tuổi ấy, thấy họ chơi game trên tàu điện cũng rất là nhiều, chơi trò kim cương á, bấm tích kìa. Tuy nhiên họ chỉ chơi game nhưng mà họ thường không gọi điện thoại, đúng không? Thường trên tàu điện mọi người sẽ giữ cái manners, cái gọi là cái lịch sự là không bao giờ gọi, không đúng không? Thường không bao giờ gọi điện nhỉ? Hay là bật chuông điện thoại vân vân gì cả. Đa phần là để chế độ rung thêm, chưa bao giờ thấy. Nhưng mà trên tàu điện á, thì những người mà đã ngồi vào ghế xong bắt đầu thì nhỉ? Có những người già đi đến rồi thì thường họ ít khi họ nhường đúng không? Nhiều lúc chắc là tại việc đi làm mệt hay là thế nào nhỉ? Ngủ xong rồi cứ bắt đầu chẳng phải ngủ luôn này. Nhưng họ ngủ thật hay ngủ giả vờ nhỉ? Ngủ trên tàu điện rất là nhiều phải không? Có thể là không muốn nhường chỗ nên là đâm ra giả vờ ngủ, nó cũng xảy ra cái trường hợp này. Nhưng mà em thấy cũng có hai trường hợp, tức là mình nói đi phải nói lại, tức là có nhiều người không muốn, không nhường ghế cho người già này. Nhưng mà ngược lại bản thân người già như có vẻ như họ cũng không thích được nhường ghế. Kiểu kiêu kiêu một tí. Không phải kiêu kiêu mà vẫn khỏe. Ý là, đấy, tức là mày nhường cho tao thì chả bằng là tao già mất rồi đúng không? Nhìn tao già lắm, hình như là có vẻ cảm giác cái điều đấy. Đó là không cần đâu. Có một cái điểm này, mình thấy này, nó là gì nhỉ? Thường mình ngày xưa mình hay đi làm về muộn không? Thấy trên tàu cuối ga cuối cùng thấy rất là nhiều người say, họ vẫn nằm ngủ trên tàu. Kiểu Saradiman á. Đi làm ở trên thành phố lớn thì không có vợ con, không có nhà cửa thì đi thuê nhà một mình á. Nên là đi uống rượu các thứ về xong rồi cũng nằm lăn trên tàu á. Xong rồi thì đi làm về buổi sáng, có một thời gian khoảng thời gian mình đi làm qua đêm đến sáng á, mình đi xe đạp về, đi qua mấy cái ga thấy bọn nó cũng nằm lăn lóc ra điện thoại. Rượu luôn. Lăn lóc ra điện thoại mấy cái vứt lung tung sách ra ví á. Nhưng mà chả sao cả. Tức là không chỉ nằm trên tàu điện mà còn nằm ngoài đường đầy chỗ, đặc biệt trong nhà ga này nhỉ. Anh thấy bọn trẻ con á, bọn trẻ con nó đi học á, mặc dù trời mùa đông nhá mà chúng nó mặc quần ngắn như thế này. Chịu lạnh, sao mà chịu lạnh siêu thế. Em mùa đông là mặc đống áo này em mà kể cả không phải trẻ con đâu, kể cả các bạn nữ cấp 2, cấp 3 đúng không? Chắc là các bạn xem trên mạng rất là nhiều những cái bức ảnh đúng không? Nói về con gái Nhật Bản mặc váy ngắn sinh viên đúng không, cấp 2, cấp 3 đúng không? Tại sao các em mới là con gái mà các em mới không thấy lạnh anh nhỉ? Có một đợt ngắn đây không phải không thấy lạnh đâu. Tại vì cái gì nhỉ,
Bởi vì sắc đẹp, bởi vì anh hỏi một người Nhật rồi. Thế chúng mày mặc cái này không thấy lạnh à? Lạnh chứ, lạnh đấy, nhưng mà vì sắc đẹp. Tất cả vì sắc đẹp. Em mặc quần dài đây em còn thấy lạnh nữa. Đây là các em ấy toàn mặc quần ngắn đến đây. Trông... Và em thấy một đặc điểm nữa là đa phần các bạn gái, những bạn mà kiểu như là bình thường á, bình thường thì các bạn có một cái gu thời trang, đó là các bạn ấy mặc quần áo kiểu rất rất nhiều lớp á. Váy xong rồi váy kiểu nhìn gọi là Việt Nam thề các mẹ mình mà hay nhìn á, thì mẹ toàn bảo là gì nhỉ, váy đục á. Đấy, tức là váy rất là dài, xong rồi quần áo từ trên xuống dưới rất rất nhiều lớp, và trên người lúc nào đeo 5-7 cái loại túi nữa cơ. Đấy, đấy là em thấy cái phong cách của các bạn Nhật. Ngày xưa thì em cũng sang đấy, xong rồi lâu lâu xong mình cũng kiểu học theo ấy, mình cũng mặc kiểu kiểu đấy, xong rồi về gửi ảnh cho mẹ, mẹ toàn bảo nhìn như bà già ấy. Đấy. Tiếp có một cái mà em nhận ra là đợt mà em sang Nhật em thấy rất là hay ở cái, không phải hay mà như nào nhỉ, hơi khó nói một chút, là các bạn con trai thanh niên người Nhật á, hoặc là đặc biệt thậm chí các ông chú nhiều nhiều tuổi một chút ấy, mọi người cạo lông mày á, với cả trang điểm nữa, ăn mặc dị. Thế là xong rồi từ ngày Nghĩa vào làm cùng bọn mình thấy cũng một đặc điểm nữa, đó là Nghĩa cũng không chỉ cạo tóc mà còn cạo cả lông mày. Còn cái này chẳng qua kiểu mình thấy là nó mọc dài quá nên mình cạo đi thôi chứ. Đấy. Thấy không? Thì ngày xưa thì ở Việt Nam mình thấy mọi người bình thường là cũng không có con trai, vì con trai không có trang điểm cả lông mày bao giờ, nên là đợt sang Nhật mình cũng hơi để ý cái này một chút. Nhận thấy mấy anh Nhật kỹ tính quá, trau chuốt đến tận. Xong lúc nào còn có khăn tay ở trong người ấy chứ. Đúng không? Khăn tay. Rút ra cẩn thận. Lau mồ hôi. Anh em mình quen là cứ cầm luôn tay. Thôi đợt này xong rồi chắc anh em mình cũng phải mua mấy cái anh nhỉ. Thôi về mất công giặt. Tuy nhiên anh thấy những người mà hút thuốc á, họ luôn mang bên người một cái gạt tàn nhỏ xinh này. Có bán. Có đúng không? Vâng. Rồi thì ở những cái nhà ga trước khi nhà ga thường sẽ có một địa điểm tụ tập để cho họ hút thuốc. Hút thuốc đúng chỗ lắm. Cả trai cả gái, còn gái nhiều cơ. Rất là sạch sẽ. Đi làm hay đi học thì em thấy đa phần là người Nhật không có cái chế độ ngủ trưa, đúng không? Thường ở bên Việt Nam mình tầm ngủ trưa với cả nghỉ trưa nữa. Việt Nam mình hay có ví dụ công ty mình, đúng không? Buổi trưa làm việc đến 11:30 xong mọi người nghỉ ngơi 1:30 mới làm. Không phải đâu, anh nghĩ là cũng là do văn hóa, bởi vì họ đi làm muộn. Việt Nam dậy rất là sớm á, 5:30-6:00 đã phải dậy rồi, mà bên Nhật thì 7:30-8:00 họ mới dậy. Đúng không? Thì họ cần gì nghỉ trưa nữa. Đúng không nào? 9:00 công ty mới bắt đầu chẳng hạn. Đúng không? Rồi thì họ làm đến tầm 11 giờ, 12 giờ, 12 giờ đấy. Xong thì họ thay phiên nhau nghỉ một tí, ăn cơm, xong họ làm đến chiều tối. Cũng có thể đến đêm luôn. Cả thêm một cái nữa là đợt em sang Nhật á, thì em thấy có một đặc điểm là người Nhật người ta không hay dùng Face lắm nhỉ. Có vẻ như là hình là đúng có là mấy, thế luôn. Có mấy cái mạng xã hội họ hay dùng Twitter này, đúng không? Twitter hay là Line này, đúng không nào? Instagram. Chứ còn thấy trên Face họ không hoạt động nhiều lắm. Chả có gì cả luôn. Mà gần như không bao giờ, rất ít đăng hình cá nhân, đúng không? Ít đăng hình cá nhân. Không biết họ liên lạc với nhau kiểu gì nhỉ? Bố mẹ. Nói về chuyện bố mẹ, mẹ con cái á. Mình có làm một cái ông chú tầm khoảng tầm 40-45 tuổi gì đấy, hỏi là bao lâu rồi anh chưa về quê? Ông ấy ở Hokkaido cơ. Bao giờ anh? 20 năm rồi tao vẫn chưa về nhà. 20 năm rồi chưa về nhà? 20 năm rồi chưa về nhà. Đúng rồi. Nó giống kiểu như kiểu là mình đi vào trong, mình là người ngoài Bắc này, mình đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh mình làm chẳng hạn. 20 năm rồi chưa quay trở lại. Thật là kinh khủng. Em thấy em qua như thế không? Có, em cũng có một lần em lên nhà một bác người Nhật mà em chơi được Tết á. Thế xong rồi vừa cái đợt đấy thì là các anh chị con cái của bác ấy, bác này ở trên Tochigi. Còn các con thì có một gia đình con trai duy nhất. Thì anh ấy sống cùng với vợ ở thành phố Nagoya, thì đợt thì anh có về Tết thì hỏi là anh bao lâu rồi chưa về nhà. Anh bảo anh 10 năm rồi anh chưa về nhà, mà lâu lần. Và đợt này may vừa mới có con á, nên anh ấy đưa vợ và con về chơi luôn. Thế mình bất ngờ luôn đấy, bởi vì Việt Nam mình đa số là mọi người ví dụ như mình hay ở sinh viên hay là kể cả mình thấy cứ cuối tuần hay một tháng mình không về theo ông bà là ông bà đã chui chéo gọi mãi mạng gọi nhiều lắm rồi, đúng không? Và bên Nhật mình nghe thấy mình bất ngờ đấy, đúng không? Cái điều này khá là lạ. Và em thấy cả nữa một cái là họ hàng thường hay không đi chơi với nhau nhiều, không hay đến nhà nhau chơi nhiều. Đó là bởi em thấy cái này qua một lần, đó là em thấy
đợt Tết ấy, nhà bác đấy là mọi người hay có cái kiểu là ví dụ mùng 1 Tết, mùng 2 Tết là ra cái hộp thư của nhà mình ở đầu nhà và vào và xem và đếm xem một tập hagaki, những cái bưu thiếp ấy, là mình được nhận từ ông bác, ông chú này từ tận đầu tận đâu đến, đúng không? Thì đa số em thấy bên Nhật là họ sống tách biệt riêng ra với nhau. Và Tết thì không có hay đi kiểu đến thăm nhà nhau như bên mình, mà chỉ có gửi thiệp với nhau, chúc mừng năm mới nhau thôi. Cái đấy anh cũng hỏi người Nhật á, và anh cũng nói qua về cái phong tục Việt Nam là Tết mọi người hay đi chơi với nhau á. Thì họ bảo là cách đây tầm 20-30 năm trước thì vẫn còn cái thói quen đó, tuy nhiên là ngày nay dần dần cái thói quen đấy nó bị mất đi á, thay đổi. Người ta đi du lịch, đi chơi ở đâu đấy vào ngày Tết. Đúng rồi. Có Thành cười gì đấy? Không biết á. Cái clip của chúng ta chắc là cũng khá dài rồi đúng không? Mà cũng gần hết những cái giật mình về con người Nhật Bản rồi. Thực ra là có rất là nhiều đúng không? Và những cái mà bọn mình vừa chia sẻ đa số là những cái đều mà dựa trên những cái trải nghiệm bản thân mình. Nên là nếu mà các bạn thấy hay và thú vị thì nhớ ấn like và share những clip này cho bọn mình nhá. Và thêm nữa là nếu như bạn cũng có những cái trải nghiệm giống như bọn mình như thế này và khác hơn nữa thì các bạn cũng nhớ comment xuống để chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện của mình về con người Nhật Bản nhá. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo, cũng là những clip nói về những điều bất ngờ của mình khi đến Nhật Bản nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bọn mình. Nhớ like video của bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chia sẻ nha. Bye bye. Bye bye.